Danger! Danger! Có lẽ không thấy bạn của tôi. Đầu tiên cái nam tử. Không phải, tôi có nhiều bạn cùng đi. Đúng không? Tôi đầu tiên thấy bạn đặc biệt, tôi nghĩ là xe máy của bạn cùng đi. Không phải, thực ra thì tôi là như vậy. Là bạn đối với mẹ tôi, mẹ tôi muốn lấy cuốn sách của tôi, nên tôi nói xe tôi lấy cuốn sách cho bạn. Nhưng trước đó tôi không đi xe. Hôm nay là chơi Halloween party. Đúng rồi, tôi đang ở đại học. 小心啲揸車啦！係啊，唔好呢啲咁尷尬嘅事情。誒，有啲叫尷尬一次嘅啫嘛。可以自己私底下玩嘅。我今日刮花啊！你前兩日先話架車，前兩日喺 Instagram 你話架車整入咗廠啊嘛，係嘛？係啊，跟住整好咗。啊。跟住嗰次就刮係。係，都係刮呢度嘅，但係咧。今朝攞完翻工之後咧，又再刮翻咗。咁小心啲揸車啦。係啊。